Ngày 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 747 về việc tăng cường triển khai thực hiện chỉ thị số 44 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, dự án đầu tư và quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn từ nguồn ngân sách chi hàng năm, chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch theo đúng trình tự cấp độ quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất nguyên tắc tuân thủ giữa các cấp độ, các loại quy hoạch. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành đồng bộ các quy định tăng cường phân cấp, phân quyền về quản lý đất đai, chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Ra soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng và mua sắm, sử dụng tài sản công. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 04 ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, kịp thời khắc phục những sơ hở bất cập về cơ chế, chính sách, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quản lý dự án đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, mua sắm và sử dụng tài sản công, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định, tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nhằm hạn chế tình trạng phát sinh đơn thư tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai, xử lý các công trình vi phạm trước khi có chỉ thị số 02 ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, không để phát sinh trường hợp vi phạm mới, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm và tái phạm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn